Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh chia sẻ về cuộc sống ở Trung Quốc của mình. Thì video trước á, mình có giới thiệu hai địa điểm tham quan ở thành phố Trường Sa. Cái thứ nhất là trung tâm shopping của Trinh Trung Sinh và khu phố đi bộ Hoàng Sinh. Thì cái khu này thì mình rất là recommend cho những bạn trẻ ha. Thứ hai nữa là đài truyền hình nổi tiếng và ăn khách nhất nhì ở Trung Quốc, đó là đài truyền hình Hồ Nam. Nếu như là lần đầu tiên xem video của mình á, thì mình sẽ để cái link của video trước ở đây để mọi người tham khảo nha. Còn bây giờ thì mình sẽ di chuyển đến một địa điểm thứ ba và sau đó là sẽ về nhà luôn, bởi vì trời cũng sắp tối lại mưa và mình phải chạy đường cao tốc nữa. Mình thấy là ba mẹ chồng của mình và chồng của mình rất là phấn khích khi đến đây luôn, kiểu như nhiều năm rồi chưa có đến đây lại lần nào nữa đó. Với lại là mọi người nói là bây giờ thành phố này nó khác hoàn toàn so với ngày xưa rồi. Và cái tòa nhà trung tâm kia chồng mình kêu là ngày xưa rất là nổi tiếng ở đây, bởi vì do người Nhật xây nha mọi người. Còn riêng bản thân của mình thì mình thích cái thành phố này do mình có cảm giác như là nó vẫn còn giữ lại những cái khu kiến trúc ngày xưa. Bên cạnh đó thì là những cái khu được xây vô cùng hiện đại, kiểu như song song với nhau. Mà cái này chỉ là cảm nhận khách quan của mình với tư cách là một người đến du lịch ở đây thôi nha mọi người, chứ mình không biết là có đúng hay không nữa. Nếu mọi người có dịp du lịch đến thành phố Trường Sa thì nhớ thử cái loại trà sữa này nha. Với lại ông xã mình ông cũng mua một ít ly lưu niệm về tặng mấy bạn đồng nghiệp thân thương trong công ty. Mà cái ly này chỉ được khá là rẻ thôi, chứ thực ra nó không có đẹp bằng ly Starbucks. Ông xã mình thì ông mua ngay cái loại gọi là mẳng hửa, tức là mình sẽ không biết được bên trong nó có cái hình dạng như thế nào hết, kiểu như random thôi mọi người. Và cái này thì nó không có được đẹp lắm. Tới nơi rồi đây mọi người, chắc là mọi người sẽ cảm giác là ủa, cái này chỉ là khu trung tâm thương mại bình thường thôi mà, đâu có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà thực ra là trong cái khu trung tâm thương mại này, nó có một cái lối đi vào một cái khu cũng hơi gọi là thần bí mà mình rất là muốn giới thiệu với mọi người á. Bởi vì bản thân mình cũng muốn đến đây từ lâu lắm rồi mà hôm nay mới có dịp để mà đến tham quan. Đó, mới vô mọi người đã thấy là bán kẹo hồ lô, ngào đường, cảm giác rất là xa xưa rồi ha. Thì bây giờ cái khu này là cái khu Quỳnh Hứa Dụ. Mình giới thiệu sơ qua về cái khu này nha. Quỳnh Hứa Dụ á, là một cái thương hiệu trực thuộc công ty tín nhiệm hữu hạn tập đoàn phát triển công nghiệp văn hóa Hồ Nam. Thực ra ngày xưa là họ chỉ bắt đầu kinh doanh từ dịch vụ ăn uống á. Họ có rất là nhiều cửa hàng bán ví dụ như tôm hùm nhỏ, các loại như crawfish đó mọi người. Hoặc là những cửa hàng bán xúc xích lạp xưởng. Thì cái thiết kế nhà hàng của họ nó hơi nghiêng về cái kiểu kiến trúc ngày xưa, tức là bởi vì họ muốn kiên trì truyền bá văn hóa này, họ muốn dốc hết sức để truyền bá nghệ thuật nhân văn truyền thống. Song song với việc nghiên cứu văn hóa truyền thống thì họ cũng nhằm quảng bá văn hóa thời thượng nữa. Và ý nghĩa của tên thương hiệu này á, Quỳnh tức là Quỳnh Bin là cái người sáng lập ra đó, Hữa tức là và, Dụ tức là phẫn dụ, tức là những người bạn. Thì cái ông này và những người bạn của ông ta sáng lập ra, cho nên ông đặt tên là Quỳnh Hứa Dụ luôn. Nói chung là những cái cửa hàng này kinh doanh rất là ok. Và đến nửa đầu năm 2018 thì họ đã mở một cái cửa hàng rộng gần 5.000m² ở ngay cái trung tâm này nè mọi người. Cái trung tâm này gọi là Hải Sinh Quảng Trận, tức là Hải Sinh Plaza đó. Nó khá là hiện đại ở thành phố Trường Sa này. Họ tập trung kinh doanh cửa hàng ăn uống theo cái dạng là họ xây dựng lại một cái hiện trường, rồi quán xá, rồi khung cảnh cuộc sống ở thành phố Trường Sa vào những năm 1980 á, trong cái khu trung tâm thương mại mới luôn. Thì mình thấy đó là cái điểm rất đặc biệt thu hút khách du lịch mà cũng như khách địa phương đến tham quan ăn uống.
Khi mà đến đây á, mình có cảm giác là wow, giống như là đang đóng vai quần chúng trong những bộ phim của Châu Tinh Trì ngày xưa vậy đó. Những bộ phim mà mang đậm tính chất của thập niên 80 á mọi người. Nói thật ra là mình có một chút xíu cảm động á, tại vì mình là fan của những phim gọi là phim cổ trang, phim kiếm hiệp. Nói chung là những cái phim mà ngày xưa, đặc biệt là những phim Hồng Kông nha, thì nó đều mô phỏng vào những cái cảnh xa xưa đúng y chang như vậy luôn. Ở đây thì giới trẻ check-in rất là đông và hầu như là mỗi ngày chứ không riêng ngày lễ. Vừa có thể vui chơi tham quan này, chụp hình này, rồi lại được ăn uống, cho nên mình nghĩ đây là một địa điểm lý tưởng cho mọi người nếu mà đến du lịch đó. Tính là ăn tối ở đây luôn, sẵn tiện mình sẽ review thức ăn cho mọi người xem như thế nào. Nhưng mà người thì quá đông, nhà mình xếp hàng mãi mà chưa đến lượt, cho nên chắc là phải về lại thành phố Châu Châu luôn. Hôm nay á, tuy là thời gian hạn hẹp nhưng mà nhà mình cũng khá hài lòng á, vì đi cũng tương đối nhiều chỗ mà. Chỉ tiếc một điều á là trời nó mưa cho nên là không có chụp được tấm nào bên ngoài hết. Thôi thì hẹn lại dịp sau nhà mình sẽ quay lại để giới thiệu cho mọi người thêm nhiều chỗ hay hay ở thành phố Trường Sa này nữa nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the